40 năm gắn bó với vùng đất biên giới xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Ông Nguyễn Văn Quang để lại ấn tượng trong lòng mọi người ở đây là một người chịu khó, luôn tìm cách để vươn lên. Nhưng những biến cố trong cuộc sống đã làm cho gia đình ông thường xuyên rơi vào cảnh nghèo túng, vất vả, lam lũ cả một đời. Vậy mà đến tuổi 80, ông vẫn phải ở trong căn nhà nhỏ, ọp ẹp, cùng những cơn đau do bệnh tật mang lại. Tôi cũng biết anh ba ở đây là bệnh lâu lắm rồi, nhưng mà về hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn khó khăn nên không có trị được. Nên là mấy năm nay là chuyển qua bị ung thư. Thì hồi lúc trước á, thì ảnh đi làm mướn, mình thuê làm mướn, giữ đường nước này kia. Nói chung là cứ làm mướn, ai mướn cái gì thì làm đấy hả. Nó cũng vậy, rồi sau này ông bệnh rồi, với bây giờ con cái thì nó cũng có chồng có vợ hết rồi. Thì nó không có lo được cho cha mẹ được nhiều, tại nghèo khổ hết mà. Thì khó khăn bây giờ là đất cát, bây giờ nó không còn, bây giờ bằng mướn là bằng không nổi. Rồi giờ bệnh tật thì coi như đi bệnh viện hoài. Rồi giờ không nghỉ hết ông tới bà, hết bà tới ông. Rồi giờ cũng có vay mớ tiền của ngoài với nhà nước, cũng nhà nước thì 30 triệu, còn ngoài thì riêng để đi trị đó. Bệnh ngày thêm nặng, chăm sóc cho ông chỉ có bà Lê Thị Chiến và đứa cháu nội. Ở vùng quê xa xôi này không có nhiều việc để làm. Những ai biết và thương cho hoàn cảnh gia đình mới thuê hai bà cháu rửa chén, làm cỏ. Mỗi tiếng được trả 25.000 đồng. Số tiền chỉ đủ cho ba người cơm rau qua ngày. Mấy năm nay, bản thân bà Chiến cũng chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung, thoái hóa khớp và bệnh tiểu đường. Hằng ngày thì có người ta kêu thì đi làm có tiền, còn không có người ta kêu thì ở nhà vậy á. Đi tới đi lui rồi chăm bón ban gà, coi tới coi lui coi ổng, chắc có đi làm gì được đâu. Đó. Người ta kêu đi mần thì như mình rửa chén đi mần cỏ chút đỉnh gì đó, chứ còn đi mần lâu cũng không được, nó ngồi lâu bắt đầu xương sống đứng gì đứng được. Ông nội bệnh nặng, bà nội không có sức khỏe, lại thường xuyên nằm viện, nên những việc trong nhà đều dồn lên vai cô bé Như Thủy. Khi bạn bè được đến trường thì Thủy phải xếp lại ước mơ của một cô học trò giỏi, gánh lấy nhiệm vụ chăm sóc ông bà nội. Thế giới của em thu lại trong gian bếp nhỏ này, cùng những lo toan của chuyện cơm áo mỗi ngày. Tuổi nhỏ sớm bươn chải với cuộc sống, nhưng việc gì em cũng nghĩ cho ông bà mình trước tiên. Thủy chia sẻ, dù cuộc sống vật chất có thiếu thốn, nhưng không để cho ông phải thiếu hụt tình thân trong cảnh bệnh tật tuổi già. Do đó, từ nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, em đều làm hết để bà nội có thời gian lo cho ông nhiều hơn. Ông nội con bệnh thì càng ngày càng nặng chứ không có giảm. Mới đợt đầu thì là ông nội con còn đi lại được, còn giờ là chỉ nằm thôi. Còn tới chừng ăn thì ông nội con kè, ông nội con đứng dậy ăn, ăn xong rồi lại nằm nữa. Rồi có nhiều khi đi ra máu, rồi ói, rồi bệnh, có khi muốn xỉu nữa. Con với bà nội mình làm sao để có tiền mà để mình sống hàng ngày nè, rồi mình lại chăm bệnh cho ông nội nữa? Là con là như con nhà người ta có đám tiệc rồi, không có ai rửa chén. Rồi con bà nội con đi rửa. Rồi còn mấy bên thửa ruộng bên sông á, là người ta còn trồng lúa, chừng nào người ta cắt lúa rồi cái hai bà cháu đi móc lúa về. Sau đó là đập rồi lúa đó đem bán cho người ta, kiểu như là ba cho gà, cho vịt cho người ta nuôi, người ta ăn, người ta tắt hầm á. Mỗi hầm người ta có bắn cái đi mò bắt ốc giờ đem bán. Không thì đi tới mùa nước á, thì đi bẻ bông điên điện. Đôi lúc thì con buồn lắm, nhưng mà nghĩ lại thì tạo hoàn cảnh. Hoàn cảnh mình mới vậy. Mẹ bỏ đi, cha ngã bệnh không bao lâu rồi mất.
được ông bà nuôi dưỡng từ ngày mới 3 tuổi, nên tình cảm Thủy dành cho ông bà mình rất lớn. 15 tuổi, em đã biết sống cho những người thân yêu nhất. Điều mơ ước của em cũng không phải dành cho bản thân mình. Giờ thì con ước ông nội con bệnh hết bệnh thì ông nội con không có hết bệnh được rồi đó. Con chỉ ước có cái nhà để cho ông nội con có được yên tâm là trước khi chết là cũng được có cái nhà yên ngắn để ở. Ông lớn tuổi hay mấy đứa con cũng nghèo đi làm ăn xa thì ông là điều kiện làm mướn giờ bệnh không có làm, con cũng khó khăn, hai nơi vợ cũng và chiến này cũng bệnh thì cũng nói chung là không có làm được ra tiền, nói chung là sống hàng ngày làm cái nhờ đứa con đi làm mướn. Thấy hai hoàn cảnh khó khăn của ông thì nói chung cũng đại diện cũng chính quyền xã rồi chữ thập đỏ xã kêu gọi các mạnh thường quân rồi các địa chỉ nhân đạo trên để có một số tiền để giúp đỡ cho hai chồng ông để trị bệnh qua vượt qua cái thảm nghèo. Ông Quang, bà Chiến và cô bé Như Thủy là những thành viên của một gia đình, nhưng mỗi người đều đang phải đối diện với những nghiệt ngã mà số phận đã dành cho. Cả ba chỉ còn biết nương tựa vào nhau cùng trải qua những tháng ngày phía trước. Dạ bà ơi, hôm nay thì chương trình vượt qua hiểm nghèo đến với gia đình thì có ca sĩ Đình Phước gửi cho gia đình mình một số tiền. Dạ, con trao cho bà với lại bé luôn nha. Cảm ơn chương trình với cảm ơn ca sĩ. Thưa quý vị, làm việc cực lực và muốn dành số tiền có được để lo cho con cháu mà ông Nguyễn Văn Quang đã làm lơ trước những chứng bệnh của mình. Khi con cái trưởng thành và có gia đình riêng thì tuổi già đã đến, bệnh của ông cũng trở nặng. Ở tuổi 80, ông chỉ mong sao mình không phải trải qua những đau đớn của thể xác, những năm tháng còn lại của cuộc đời được yên ả trong cuộc sống, không phải làm phiền đến con cháu, nhất là đứa cháu nội tội nghiệp tên Như Thủy mà ông nhất mực yêu thương. Quý khán giả thân mến, để giúp đỡ cho ông Nguyễn Văn Quang, mọi đóng góp quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 4, đường tỉnh 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-822-529. Thưa quý khán giả, ông Tạ Quang Nghiêm ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ là nhân vật của chương trình vượt qua hiểm nghèo kỳ trước. Ông bị thoái hóa khớp háng, nhồi máu não dẫn đến liệt hai chân. Ước mơ của ông là được thay khớp háng, có thể đi lại được để đi bán vé số, tự nuôi sống bản thân mình. Sau khi chương trình phát sóng, hoàn cảnh của ông đã nhận được sự giúp đỡ của những khán giả nhà hảo tâm sau. Danh sách ủng hộ anh Tạ Quang Nghiêm, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phát sóng ngày 27 tháng 11 năm 2019. Bé Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kênh nước mặn Long Hữu Đông 1.300.000 đồng, Úc An Điện Máy Thu Ngân Bến Lức 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mật, Trần Thị Mỹ Trân, Canada 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn, Canada 500.000 đồng, Hoàng Tuấn Trình, Canada 250.000 đồng, Nguyễn Minh Triết, Canada 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phúc Long, Bảo Anh 600.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật Tử 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 500.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương phường 6 thành phố Tân An 2 triệu đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng. Trần Cường Quyên 100.000 đồng, Bê Gia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thụy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị My So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Chị Tâm Bánh Canh, phường 2, 50.000 đồng, Máy Nổ Phát Huy, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Lê Công Tâm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị, Nguyễn Cao Ngân Bình 250.000 đồng, Ni sư Tắc Đức chùa Tôn Dân 100.000 đồng, Ni sư An Huệ chùa Phật Huệ 50.000 đồng, Nam bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài Bến Lức 400.000 đồng, gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm phường 6 thành phố Tân An 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng. Tổ Phật tử ấp Bình Điện 800.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, Chị Bích Hạnh Cần Đước 100.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 200.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, Bà Năm, Cô Thích, Cô Út Nháy, Cô Hồng, Cô Thu 250.000 đồng, Hai Bé, Quận 12 100.000 đồng, Bà Lê Thị Trầu 200.000 đồng,
hai bé Chí Thiện Minh Khuê 100.000 đồng, bà Tư cô Ánh chú Thanh anh Tùng 200.000 đồng, cô Thắm và hai bé Hạnh Phúc 100.000 đồng, anh Minh chị Trúc bé Hương bé Quỳnh 200.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, anh Công Đạt phường 3 thành phố Tân An 250.000 đồng, Quỳnh Kim Ngân phường 3 thành phố Tân An 125.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng. Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Ngọc Tới phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, bà Út Lý Mén chợ Tân Trụ 200.000 đồng. Gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 250.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Tân Thạnh 20 kg gạo, ban hộ niệm Qua Sen, gia đình An Thiện Chánh Niệm Ánh Chiếu Viên Mỹ, Hạnh Thái, bà Trần Thị Chữ Ngọc Thuận 300.000 đồng. Quệ Đức, Quệ Hiếu, Mỹ Qua 75.000 đồng, Tân Tú, Thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Mỹ Dung, Long Sơn, Cần Đước 200.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo, Tân Trụ 100.000 đồng, bà nội Kim Yên, Tân Trụ 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài, Tân Trụ 100.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng. Nhóm cô chính nguyện cậu Út Diệu Hạnh, Út Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Út Tịch, Dũng Ngoan, Bé Ti, Cậu Nhi, Bảy Chê, 500.000 đồng. Gia đình Hoàng Kim, Nhật Chánh, 100.000 đồng. Tiệm vàng Kim Thành Lý, Nhật Chánh, 200.000 đồng. Thu Xuân, An Thạnh, 50.000 đồng. Trần Thị Hồng Chân, An Thạnh, 50.000 đồng. Bà Sáu Nhường, Bến Lức, 200.000 đồng. Chị Tuyết, ACV2, NK7679, 200.000 đồng. Pháp Hòa Võ, 100.000 đồng. Nguyễn Thị Quỳnh, 200.000 đồng. Kim Huê, Úc Đức, Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Chinh 50.000 đồng. Thiện Nhân, Thiện Nhu 50.000 đồng, gia đình cô Lụa, cô Diệu, Kiến Tường 200.000 đồng, Lâm Anh, Chợ Trạm 250.000 đồng, Trần Thị Thu Hà, Bến Lức 150.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm Trang, Bến Lức 100.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn, phường 1, thành phố Tân An 50.000 đồng. Lê Thị Nhung và tập thể công nhân GS Vina 200.000 đồng, thùng từ thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng. Tập thể công nhân tổ 2 S2 Jordan, công ty Chinh Lưu 500.000 đồng, gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, bé Hoài Anh 100.000 đồng, chú Tám Hé Khánh Hậu 100.000 đồng, Nguyễn Văn Sản và bà Nguyễn Thị Ngọc 100.000 đồng, cô Phạm Thị Luận, Bình Can 2 300.000 đồng, Khoa, Dung, Khôi 400.000 đồng, Trần Hùng Dũng, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, vợ Tăng Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, Bé Hiếu 500.000 đồng, Ba Hưng, Tư Phương, Dị Sáu 150.000 đồng, chú Sáu Chánh, Khánh Hậu 100.000 đồng, quán ăn Quỳnh Qua Tử, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Ngọc Oanh 100.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 400.000 đồng, chị Lan Anh, Duy Linh, Quyên, Trọng, Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Tư Hừng, Mai, chị Hạnh, Ngân, Thịnh, Anh Minh 750.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Huy 100.000 đồng, Cúc Tàu Hủ, Yến Đồ Chai 200.000 đồng. Nhóm từ thiện chị Mười Nên 3.250.000 đồng, chú Thiếm Ba Lan, Sea Game, Bé Bon, Ngọc Quyền, Cầu Doi 400.000 đồng, Loan Thủy Sản, Cần Chuột 200.000 đồng, Như Nguyện, phường 3, thành phố Tân An 50.000 đồng, Trịnh Hữu Phước, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Văn Phương và Trịnh Ngọc Giao 200.000 đồng, Bùi Chí Thại, Lê Thị Bảy, Bùi Chí Hùng 150.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, anh Chuẩn, phường 7, thành phố Tân An 200.000 đồng, máy chai Đức Phương, sửa xe Quân, sửa xe Tư Năm, Phú Bột 400.000 đồng, hiệu giày Dự Trữ, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Dương Thanh Huy, Thủ Thừa 100.000 đồng, Trịnh Thị Thu Hương, Khánh Hậu 100.000 đồng. Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Hải 100.000 đồng, chợ gạo Tám Trang, phường Tân Khánh 250.000 đồng, ông quá cố Tám Nhu, Trung Quà 50.000 đồng, bà Đoàn Thị Nam 50.000 đồng, nhóm 6 phòng mẫu công ty Quảng Việt 250.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, Trương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Minh Trạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, Thái Thị Tiếu, 4 bé, Đông, Bi, Khôi, Anh 400.000 đồng, Khô Cô Nhàn, Tân Thạnh 250.000 đồng, gia đình 6 nhỏ và bé Quỳnh Anh, Châu Thành 250.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu, Đức Quà 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân, Thủ Thừa 100.000 đồng, Ban Hành Thiện, Thánh Thất Cao Đài, Long Hiệp 1.300.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài, xã Phước Lại, Cần Giuộc 4 triệu đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 1 triệu đồng, Nguyễn Thanh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh 300.000 đồng, Phạm Thành Công, thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng, Võ Văn Tâm, Đức Hòa 300.000 đồng, tổng cộng 31.750.000 đồng và 20 kg gạo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An và đóng góp chia sẻ cho hoàn cảnh của nhân vật trong chương trình. Chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị lúc 19:55 thứ tư tuần sau.